con cóc dư quắc phải trình bày. Lý con cóc dư quắc. Cóc chết nàng nhái một con ngồi ở sau lưng, nó kêu là kêu cái hẹo, biểu hưng cái ưng cho rồi, cái ưng cho rồi, bậu chờ ai chứ ai chờ bậu, chớ bậu làm sao lấy chồng chẳng ham. Cóc chết nàng nhái buồn than đế tan, chàng hiu nó liền an ủi, nhái ngỡ ngàng đồng dạ ngổn ngang, hay mà nàng xôn xao. Con ếch ngồi ở trong hang, nó kêu là kêu cái quần, biểu hưng cái ưng cho rồi, cái ưng cho rồi, bậu chờ ai chứ ai chờ bậu, chứ bậu chờ ai lấy chồng thương hơn. Cóc chết nàng nhá coi bấy lâu, chàng hiu nó bèn đi hỏi, nhái đắc lầu nàng lại chẳng ưng, đắc đầu không ưng. Con ếch ngồi ở sau lưng, nó kêu là kêu cái ẹo, biểu ưng cái ưng cho rồi, cái ưng cho rồi, bậu chờ ai chứ ai chờ bậu, chứ bậu làm sao lấy chồng chẳng ham. Cóc chết nàng buồn than đế tan, chàng hiu nó liền an ủi, nhái ngỡ ngàng lòng dạ